Trong phần này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức quảng cáo trên Google để có nhiều người xem video của mình. Và phần này đó chính là quảng cáo video trên mạng hiển thị của Google. Để bắt đầu có thể quảng cáo được trên mạng hiển thị của Google thì chúng ta tiến hành là đăng nhập vào hệ thống. Đây là tài khoản đã chạy rồi. Còn đối với những bạn chưa bắt đầu thực hiện quảng cáo Google AdWords thì như vậy là các bạn nên học thêm khóa tự triển khai kinh doanh online của tôi, trong đó có phần rất là chi tiết liên quan tới việc đó chính là quảng cáo trên Google AdWords. Tôi sẽ vào phần chiến dịch tạo quảng cáo video. Và như vậy thì tôi sẽ đặt tên chiến dịch. Ví dụ như là bây giờ tôi sẽ làm quảng cáo để kiếm tiền và tăng với video này. Tôi sẽ vào channel của mình để tiến hành là chọn lấy một video cần làm. Ví dụ là tôi sẽ tiến hành là tiếp quảng tục cáo trong video cái quá này. trình tôi tiến hành định nghĩa lại. Thì đây chính là link video mà tôi muốn tiến hành là tăng view. Đặt tên chiến dịch SEO. Ngân sách mỗi ngày. Hiện tại bây giờ thì chi phí trung bình cho một lượt view ở trên YouTube rơi vào tầm 350 đồng một lượt view. Thế như vậy là tôi muốn có 1.000 view thì ngân sách của tôi sẽ quảng cáo tôi để đây 500.000 một ngày để kiếm đủ view trong số lượng một ngày đấy. Sẽ xuất hiện quảng cáo trên mạng tìm kiếm của YouTube, video của YouTube và các đối tác. Và như vậy thì nếu mà tôi muốn kiếm tiền ở quốc gia nào thì tôi sẽ chọn, ví dụ như là tôi muốn quảng cáo ở Đức thì tôi sẽ chọn quốc gia là Đức. Hoặc là có thể hướng tới thẳng một khu vực địa lý của thành phố. Giả sử bạn muốn quảng cáo ở Hải Phòng thì gõ thẳng Hải Phòng vào đây. Hệ thống sẽ tự động liệt kê ra và chúng ta sẽ thêm vào để tìm ra được đối tượng. Ngôn ngữ thì tùy theo quốc gia các bạn target đến thì chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ. Ví dụ như là nếu các bạn chọn là Việt Nam thì chúng ta sẽ để là tiếng Anh và tiếng Việt. Còn nếu các bạn chọn là ở Đức, ở Tây Ban Nha, ở Pháp, ở Hungary thì chúng ta có thể chọn quốc gia ở đây. Về phần các thiết bị thì hệ thống cho phép là chúng ta có thể chỉnh sửa tùy chọn. Ví dụ như là chúng ta có thể chỉ chọn là những thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS chẳng hạn. Thế như vậy là chỉ hướng tới những người sử dụng iPhone. Sau đó nữa thì chúng ta hướng với việc là sử dụng thiết bị có sẵn. Thì giả sử như là iOS, tôi chỉ muốn hướng tới những người sử dụng iPhone. Ví dụ như là iPhone bây giờ tôi chỉ hướng tới việc là sử dụng iPhone 6 và Plus chẳng hạn. Thế như vậy là hướng vào đối tượng cao cấp. Rồi lịch biểu thì sẽ để không giới hạn, tại vì là riêng với chạy cái này để tăng số lượng thì chúng ta không quan trọng lắm về số liệu. Lưu và tiếp tục. Hệ thống sẽ chuyển sang giai đoạn là cấu hình chi tiết và phần quảng cáo. Trong phần này thì chúng ta sẽ thấy là có chỗ để dán video của mình. Như vậy là tôi sẽ cho cái đường dẫn của cả clip mà tôi muốn tăng cái lượng người vào xem. Ở đây thì có hai định dạng quảng cáo. Một, định dạng quảng cáo là ở trong luồng. Hai là định dạng quảng cáo hiển thị.
Cái này là khi thường là khi bắt đầu search ở trên Google, YouTube thì sẽ nhìn thấy được cái quảng cáo này. Đó, ví dụ này, các bạn nhìn nhé. Chắc chúng ta phải search sang tiếng Việt. Đây là tiếng Anh, sợ tài khoản không lên. Ok. Các bạn có thể nhìn thấy là video trị mụn acne này. Đây là quảng cáo ở trong luồng này. Đây chính là phần quảng cáo ở trong luồng. Đây phần này. À, phần quảng cáo trong phần hiển thị. Còn trong luồng thì các bạn sẽ nhìn thấy đây chính là video, và khi chúng ta nhìn thấy là gì, là bạn trả tiền cho người xem 30 giây hoặc toàn bộ thời lượng nếu video ngắn hơn 30 giây, tức là nếu người ta bỏ qua thì chúng ta sẽ không mất tiền. Chúng ta gắn URL hiển thị và URL cuối cùng là tên web của mình. Thì đối với quảng cáo ở đây thì nếu mà các bạn hướng tới là tôi sẽ quảng cáo vào trong channel. Tôi sẽ quảng cáo thẳng vào channel. URL hiển thị này thì chúng ta có thể xóa bỏ phần HTTP và W đi, chỉ cần là mạng như này thôi. Ở đây thì có thêm một phần biểu ngữ đồng hành, thì chúng ta có thể tải ảnh riêng của mình lên để làm gia tăng hiệu quả, nhất là đối với logo và một số những phần liên quan tới gọi là thương hiệu của các bạn thì các bạn cần phải đặt lên. Và chúng ta nhìn thấy là kích thước ở đây là phải có kích thước lớn hơn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta nhìn thấy là file ảnh này đang bị lỗi. Tôi sẽ phải sử dụng một file ảnh lớn hơn. CPV. Hiện tại bây giờ mức CPV trung bình là 350 đồng. Thì các bạn để 350 đồng vào. Và hiện tại các bạn có thể nhìn thấy là gì? Là Google cũng khuyến cáo chúng ta luôn là nếu mà bỏ một khoản tiền là bao nhiêu thì sẽ được bao nhiêu đấy. Tức là ví dụ như bây giờ thì tôi bỏ vào là 350 đồng. Thì với ngân sách của tôi là 500.000 một ngày thì tôi sẽ có số lượng người tiếp cận là từ 1.000 đến 2.000 người. Điều chỉnh các bạn cho tôi tăng biên độ là 30%. Ở phần nhân khẩu học này thì tùy thuộc vào độ tuổi giới tính mà chúng ta muốn hướng tới. Ví dụ như là ở đây tôi chỉ hướng tới hai đối tượng chính. Ví dụ như là độ tuổi ở dưới 18 tuổi và độ tuổi từ 18 đến 34 tuổi. Thì như vậy là chúng ta có thể bỏ những cái đối tượng lớn hơn như này đi. Để làm sao cho là quá trình tiếp cận chuẩn nhất. Sở thích thì tùy theo đối tượng các bạn hướng tới thì chúng ta có thể chọn đối tượng. Ví dụ như là các bạn muốn hướng tới những người thích đá bóng, chúng ta có từ đá bóng mà. Thì đây nó cũng đá Mỹ, hâm mộ thể thao thì chúng ta có thể thêm vào được. Google cung cấp chức năng quảng cáo này rất là tuyệt, cho phép là chúng ta có thể tiếp cận được đối tượng tùy chỉnh. Và đặc biệt đó chính là phần cho phép chúng ta xác định bằng cách là chọn vị trí. Như vậy là tôi biết
đối thủ của tôi. Hiện tại bây giờ đang có một số clip lên top với số lượng người xem rất là lớn. Thì ví dụ như tôi làm về làm đẹp, và tôi thấy là có từ làm đẹp thì clip này đang có lượng người xem rất là lớn. Và tôi tiến hành là copy đường dẫn về. Dán đường dẫn thẳng vào đây. Và như vậy là quảng cáo của tôi sẽ được xuất hiện ở trong video này. Và như vậy thì tôi sẽ tiếp cận được đúng đối tượng để tăng được khả năng subscribe và lấy được đúng đối tượng có nhu cầu xem video clip. Và với việc này thì sẽ hỗ trợ trong quá trình chúng ta tiến hành làm sale channel và chúng ta thu hút những người quan tâm thực sự đến những video clip mà chúng ta làm. Ngoài ra thì ở đây chúng ta nhìn thấy là còn có thể là thiết lập từ khóa, là các bạn muốn là khi người dùng sử dụng Facebook, sử dụng YouTube, search cái từ khóa liên quan tới video ở trên YouTube thì sẽ xuất hiện ra video của chúng ta. Rồi chúng ta có thể chọn theo chủ đề. Là ví dụ như là các bạn có thể chọn về bất động sản, chọn về doanh nghiệp, về du lịch. Thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận những đối tượng có nội dung này liên quan. Và khi đưa các video clip lên thuộc các danh mục này thì quảng cáo của chúng ta cũng sẽ xuất hiện. Sau phần việc này thì chúng ta lưu quảng cáo lại. Và tôi đã hoàn thành xong quá trình tiến hành quảng cáo ở trên Google để thu hút lượng người subscribe và tăng click view lên trên video của tôi. Như phần trước có nhắc với các bạn là trong quá trình chúng ta tiến hành kinh doanh và tiến hành kiếm tiền ở trên YouTube thì ban đầu những video của chúng ta có lượng người xem ít thì sẽ không thể khuyến khích và gia tăng được đối tượng khách hàng. Cho nên là đối với những video clip mà chúng ta thấy nội dung tốt, các bạn đầu tư công phu về thời gian và chi phí làm thì chúng ta phải chạy quảng cáo của Google để gia tăng được số lượng người thật xem. Vì với những video clip có số lượng người xem dưới 1.000 thì khả năng chia sẻ và tăng cái lượng xem lên số lượng lớn rất là khó. Chúng ta cần phải mua view để làm sao cho là tăng được lên tối đa, tối thiểu khoảng tầm 1.000 đến 2.000 view trước, để sau đó thì chúng ta có thể triển khai được tiếp. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách thức để có thể tiến hành quảng cáo ở trên mạng hiển thị của Google, tiếp cận đúng đối tượng, giới tính, khu vực, thói quen, sở thích, và giúp cho video của chúng ta có được số lượng người xem ban đầu để có thể tiếp tục phát triển và kiếm tiền lâu dài.